Triệu Lệ Dĩnh và hai bước nhảy vọt lớn nhất cuộc đời biến gái quê thành nữ hoàng triệu đô của Trung Quốc. Mới đây, trang QQ đã có bài viết đánh giá tình trạng của Triệu Lệ Dĩnh sau ly hôn. Có thể nói, ly hôn giúp độ nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh tăng lên không tưởng. 10 giờ sáng 23 tháng 4, Triệu Lệ Dĩnh thông báo ly hôn. 12 giờ 30 phút, tức là sau 2 giờ kể từ khi thông báo được đưa ra, lượng người theo dõi của Triệu Lệ Dĩnh trên Weibo tăng thêm 160.000. Tên cô tiếp tục được tìm kiếm nóng trên Weibo, cho thấy sự quan tâm lớn từ công chúng dành cho diễn viên sinh năm 1987. Nhiều tờ báo gọi đây là bước nhảy vọt của Triệu Lệ Dĩnh. Sau gần 2 năm trời, tên cô không hề xuất hiện trong các lượt tìm kiếm hot của Weibo. Một chuyên gia trong giới giải trí chỉ ra, ly hôn trong giới giải trí phụ nữ luôn có lợi. Việc dứt bỏ hôn nhân giúp nữ nghệ sĩ thiết lập hình ảnh một người phụ nữ độc lập, nâng cao giá trị của bản thân. Trang QQ đánh giá chọn lựa của Triệu Lệ Dĩnh là đúng thời điểm. Xét trên phương diện là diễn viên, là gương mặt thương hiệu, có giá trị tài chính cao trong showbiz. Rõ ràng Triệu Lệ Dĩnh đã có những nhận định chín chắn về sự nghiệp của mình, để rồi đưa ra quyết định ly hôn để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Tại Trung Quốc, đây là thời đại quyền lực nữ giới, khi phụ nữ có tiền tự lập thay vì dựa vào nếp nhà, tấm chồng. Do đó, nếu muốn trở thành ngôi sao trong thời đại này, Triệu Lệ Dĩnh buộc phải lựa chọn và cô đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm, Triệu Lệ Dĩnh đã nhanh chóng hoàn thành thủ tục kết hôn, sinh con, rồi lại trở thành độc thân vui vẻ. Đây không phải là bước nhảy vọt đầu tiên đánh dấu sự thay đổi của Triệu Lệ Dĩnh. Trước đó rất nhiều năm, người ta từng nói cô là có một bước nhảy vọt giai cấp khi đi từ cô gái vùng nông thôn nghèo ở Lan Phường, Hà Bắc, rồi đàng hoàng đứng trong tầng lớp nghệ sĩ giàu có của showbiz. Tháng 10 năm 1987, Triệu Lệ Dĩnh chào đời trong một gia đình bình thường ở thành phố trực thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Gia đình gốc gác nông thôn, cha là cảnh sát, mẹ là nhân viên cửa hàng bách hóa. Sau Triệu Lệ Dĩnh còn có một em trai nhỏ hơn cô 6 tuổi. Triệu Lệ Dĩnh thích làm diễn viên từ bé, thường tham gia các buổi văn hóa, văn nghệ ở trường. Ai cũng biết, để trở thành sinh viên trường nghệ thuật, gia đình thường phải có tiền. Điều kiện nhà Triệu Lệ Dĩnh không cho phép cô theo đuổi ước mơ, bởi cha mẹ còn có con trai phải lo nuôi nấng. Trong những năm tháng trung học, khi mơ ước làm diễn viên còn xa vời, Triệu Lệ Dĩnh từng theo học trung cấp, chuyên ngành tiếp viên hàng không của trường kỹ thuật thông tin điện tử Lan Phường. Tuy nhiên, sau khi ra trường không đủ điều kiện theo nghề tiếp viên, Lệ Dĩnh làm công việc phụ bán hàng gần nhà để giúp cha mẹ trang trải cuộc sống. Năm Triệu Lệ Dĩnh 19 tuổi, tình cờ cô đọc được lời mời tham gia cuộc thi tìm kiếm ngôi sao do Yahoo và tập đoàn Hoa Nghị phối hợp tổ chức. Ngay lập tức, Triệu Lệ Dĩnh nộp hồ sơ tham gia. Trong cuộc thi này, cô đoạt giải quán quân trong nhóm của đạo diễn Phùng Tiểu Cương rồi chính thức bước vào giới giải trí Trung Quốc. Giải thưởng đáng tiếc không giúp được Triệu Lệ Dĩnh nhiều, không có học hành lại là gái quê. Triệu Lệ Dĩnh quanh quẩn 7 năm trời toàn đóng vai phụ. Cô đóng con gái của nhân vật chính trong Hôn Nhân Vàng, hầu gái trong phận Hồng Nhan, Hồng Lâu Mộng. Suốt 7 năm đó, những ngôi sao may mắn dường như bỏ rơi Triệu Lệ Dĩnh. Trên phim trường, cô bị che mặt tròn, bụ bẫm, thậm chí có đạo diễn khuyên cô nên đi phẫu thuật thẩm mỹ để có cơ hội vào vai chính. 7 năm trôi qua với Triệu Lệ Dĩnh chỉ là hai chữ kiên trì. Năm 2013, may mắn mỉm cười với cô giúp cô có cơ hội đóng vai chính phim Lục Trinh Truyền Kỳ, sự nghiệp từ đó sang trang. Sam Sam Đến Đây Ăn Nào năm 2014 củng cố vị thế của Triệu Lệ Dĩnh giúp cô thăng hạng trong giới giải trí. Năm 2014, độ nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh khó ai sánh kịp. Cùng năm đó, cô được ban tổ chức Liên hoan phim Kim Ưng mời đảm nhận vai trò nữ thần Kim Ưng trong tiệc chào mừng xuân, từ đó càng khẳng định năng lực trong làng nghệ thuật Trung Quốc. Người ngoài nhìn vào cho là Triệu Lệ Dĩnh thực sự may mắn, tuy nhiên để đạt được điều này hoàn toàn không dễ. Thống kê một năm có 365 ngày, cô làm việc 300 ngày. Diễn viên không từ cảnh quay nào, đa phần tự đóng những cảnh hành động, kể cả cưỡi ngựa, bay nhảy trên không trung. Khi quay Sở Kiều Truyện năm 2017, cô tự mình lăn lộn trên cát nóng sa mạc miệng đầy cát. Sau một lần ngã ngựa và bị thương ở thắt lưng, sức Lệ Dĩnh yếu đi, chưa kể cả mình bầm dập. Mức độ nổi tiếng nhanh chóng của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người nghi ngờ dài biểu. Mạng xã hội đầy rẫy những lời chê cô EQ thấp, thiếu khí chất, dốt nát, kém thẩm mỹ, kém ngoại ngữ. Có người còn lôi lý lịch nông thôn của cô ra chế giễu. Không né tránh lý lịch gái quê và trình độ trung cấp kỹ thuật của mình, cô gái thẳng thắn. Tôi thật sự sinh ra ở nông thôn, tổ tiên gốc gác nông thôn. Nói tôi nói năng không khéo léo cũng được, không quan trọng, tôi sẽ làm nhiều hơn, nói ít hơn, sẽ sử dụng tác phẩm của mình để thay tôi nói. Khi tham gia Thần Tượng Đến Rồi 2015, Lệ Dĩnh nói cô có thể giúp tách hạt ngô. Em làm việc này quen rồi, ngày xưa em thường giúp ông ngoại. Trong các tác phẩm của mình, Triệu Lệ Dĩnh luôn cố gắng mô tả hình ảnh một phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, phần nào giống tính cách của cô. Diễn viên từng chia sẻ, tôi không muốn khán giả cứ nhìn vào các vai nữ là nghĩ đến tình yêu trai gái, tranh giành hay nép dưới vòng tay đàn ông. Tôi hy vọng những vai diễn tôi thể hiện là phụ nữ mạnh mẽ, tích cực theo đuổi ước mơ của mình. Nếu người đàn ông có ước mơ thành anh hùng, sao phụ nữ lại không làm được?
Bằng thực lực của mình, Triệu Lệ Dĩnh cho thấy cô nói được, làm được. Không dựa vào tài sản của chồng cũ, thu nhập của cô được cho là vượt qua 9 con số, giúp cô đứng thứ 10 trong danh sách những nghệ sĩ nữ giàu có sinh sau năm 1980. Tài sản của Triệu Lệ Dĩnh ước tính có khoảng 390 triệu nhân dân tệ. Khi cô kết hôn Phùng Thiệu Phong, cả hai sở hữu tổng cộng 14 công ty lớn nhỏ, khiến nhiều người đùa rằng cuộc hôn phối này thực chất là sự hợp nhất của các công ty. Năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh xếp thứ tư danh sách sao gốc Hoa kiếm tiền nhiều nhất do tạp chí Forbes bình chọn. Forbes thống kê thu nhập của nữ diễn viên trong năm 2017 ước tính khoảng 21 triệu đô la Mỹ. Hiện cô là cổ đông của ba tập đoàn lớn và là phó chủ tịch của một công ty công nghệ lớn tại Trung Quốc. Vài năm trở lại đây, phim truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh được khán giả yêu thích đặc biệt. Tên cô được coi là bảo chứng cho phim truyền hình. Nhiều tờ báo Trung Quốc gọi cô là nữ hoàng rating Trung Quốc.